chào tất cả các em học sinh khóa 12, thầy Diệp Tình, giáo viên toán trường trung học của Tâm Kiên Nguyễn Khiêm. Rất vui được gặp lại em qua chương trình dạy học trên truyền hình. Và hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục tiết thứ hai ôn tập chương 3, tiết 67. À như vậy, hôm trước tiết ôn tập thứ nhất, thầy đã dạy mang qua hai hệ thống bài tập, bà 1 Nguyên Hòm, bài 2 Tích Phân Để điểm lại cũng như củng cố lại và kiểm tra mức độ tiếp thu bà của các em trong tiết thứ nhất. Thầy muốn tiếp tục bà thứ hai với một câu hỏi cuối cùng, câu thứ năm. Mà em quan sát đề bài trên màn hình. Cho hồng số fx liên tục trên R và thỏa f2 bằng 16, tích phân từ 0 đến 2, Fxd bằng 4. Em hãy tính tích phân co bằng 0 đến 1, Xf x phải 2, xd Anh À, như vậy, quan sát biểu tích dấu tích phân này thì ta thấy rằng nó xuất hiện tích của phê x nhân f phải 2x mà xuất hiện cái tích này thì ta sẽ nghĩ đến ngay phương pháp từng phần ưu tiên đặt dv bằng f phải đi sao trong bài này mà em thấy nó cắn một chỗ mọi khi là f phải x nhưng bài này là f phải u x trong đó u x bằng 2 x nhưng mà xuất hiện f u hay là f phải u thì ta là nghĩ đến đậu biến số. Và đó là lý do thầy muốn đưa bài tập này để củng cố là và kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức em trong tiết thứ một thì rồi thầy sử dụng đồng thời hai phương pháp đậu biến và từng phần. Việc đầu tiên ta đạt t bằng hai x, ta biểu diễn x thay t bằng t trên hai và ta lấy phi phân lên ta được 1 phần hai dt ta thực hiện đấu cạnh x bằng 0 t bằng 0 ta thế vào đây x bằng 1 ta thế vào t bằng 2 và như vậy khi đó tích phân co sẽ được viết là ta thay x bằng t trên 2 f phải 2x là f phải t dx bằng 1 phần 2 dt 1 phần 2 1 phần 2 là 1 phần 4 hàng số thầy đưa ra ngồi giáo tích phân như vậy đưa về 1 phần tư 0 đến 2 t x phải t dt vấn đề là ta đi tính tích phân này thì quy về dọn quen thuộc như đào bà tay đã nói là từng phần bây giờ dưới giáo nó xuất hiện phê t phải t ta là đạt u bằng t dv bằng f phải t dt có u ta suy ra u bằng dt một nguyên hòm của f phải t chính là ft dùng công thức từng phần thầy vẫn điểm lại lần nữa công thức từng phần trên màn hình và u nhân v trừ vdo ta được chỗ này mang thế giá trị vào thế cạnh vào thì ta được h f h trừ không f không nhưng mà không f không thì trực tiêu thầy không thể hiện ra và như vậy ta được kết quả trang. nhìn lại thì ta thấy ta đã đưa về chứa f h đề cho bàn 16 tích phân từ 0 đến 2 ft dt thì chính là bằng 4. Với lưu ý rằng tích phân từ 0 đến 2 ft dt thì cũng bằng fx dx bằng fv dv mấy Và nó không phụ thuộc vào việc ký hiệu tan biến. Vậy thay có kết quả đó vào ta được tích phân co bằng 7. À như vậy thầy vừa hoàn thành hướng dẫn cho em sao câu hỏi số 5 của chùm bài tập về tích phân. Và rõ ràng qua câu hỏi số 5 này thầy trò chúng ta đã ôn lại hai phương pháp đậu biến số và từng phần trong bài toán tính tích phân. Và cao số trăm của bài ha cũng khép là nội dung ông tập phần tích phân. Thầy đi vào nhóm bài tập ông cuối cùng, đó là ứng dụng của tích phân. Mai nhìn lại hệ thống năm câu hỏi về phần tích phân. Trước khi ta vào bài thứ ba về ứng dụng tích phân. Về mặt ứng dụng tích phân thì ở đây ta chú ý hai phần chính là ứng dụng tích phân trong hình học. Mà trong hình học thì ta cụ thể ở hai bài toán là trong hình học dùng tích phân để tính diện tích hình phản và hai là dùng tích phân để tính thể tích của vật thể. Còn trong vật lý thì phổ biến nhất là ta sử dụng tích phân để tính quãng đường đi được một vật chuyển động có vận tốc phụ thuộc theo thời gian. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng phần một, Trước hết là trong hình học với việc dùng tích phân để tính diện tích hình phản. Phần này thì thầy muốn nhắc lại mấy em một chút về lý thuyết. Ở đây thầy cho hình phản hot được giới hạn bởi đồ tại hồn số y bằng fx trục hoành x bằng a x bằng b o nhỏ hơn b và trong đó em lưu ý fx là hồn số liên tục trên đoạn ab và thầy xác một hình phản thứ hai nữa là được giới hạn bởi các đường y bằng fx, y bằng rx, x bằng o, x bằng b, o nhỏ b và cũng lưu ý f, r đều là những hồn số liên tục trên đoạn ab. Hình đào mang xem như là hình thân cao chúng ta đã biết và hình phản thứ nhì này ta hiểu là hình phản bất kỳ đi. Thầy có thể biểu diễn dưới dạng hình học, mang quan sát trên màn hình. Hình ảnh về hình phản hot là hình thân cao và hình ảnh hình phản hot trong trường hợp dưới là xem như hình phản bất kỳ tương ứng với hai hình phản này thì diện tích hình phản này ta đã có công thức x bằng tích, tích, tích phân từ a đến b trị đấu fx đi trường hợp này diện tích sẽ bằng tích phân từ a đến b trị đấu fx trừ dx và bài tập chúng ta về tích phân sử dụng tích phân tính diện tích hình phản mang xoay quanh tính diện tích hình phản hai loại hình phản thầy vừa ôn lại trên bảng ta vào cụ thể câu thứ nhất thầy cho hàm số fx liên tục trên r và có đồ thị như hình vẽ dưới biết rằng diện tích các hình phản a và b lần lượt là 15 và 3 đơn vị diện tích em hãy tính tích phân y từ 1 trên a đến 1 của 1 trên x nhân f của 3 log 3 x cộng ha để để tính tích phân y thì việc đầu tiên trong bài này mấy mấy đọc là giả thiết và giả thiết trong mình này hoàn toàn dưới dạng yếu tố hình học như vậy người ta cho cái hình phản a và hình phản b này có diện tích bằng như vậy như vậy một giả thiết mang yếu tố hình học ta đưa về trong giả tích cụ thể tức là ta có gì trong tích phân của mình à, như vậy may mắn quan sát hình ảnh và từ giả thiết là diện tích hình phản a bằng 15, diện tích hình phản b bằng 3. Nhưng diện tích hình phản a hình phản O chính là hình phản được giới hạn bởi đồ thị hùng số Y bằng Fx và trục hoành trên đoạn trừ 1, 1. Mà ta thấy rằng trong đoạn trừ 1, đồ thị hồn số Fx nằm luôn luôn nằm phía trên trục hoành. Như vậy về mặt giá trị, thì trên đoạn này x luôn luôn nhận trị không âm. Và vì vậy, theo ứng dụng của tích phân, trong hình hợp của đây, thì ta thấy diện tích hình phản A này bằng 15, Đồng nghĩa với tích phân trừ 1 đến 1 Đúng ra là trị đấu FX trừ cái đường dưới là trừ 0 Nhưng như thầy đã nói FX luôn luôn dương Trừ khăn Ta được FX đi Và như vậy tích phân bài 15 Hình phản B trong bài này là hình phản giới hạn với đồ Tại FX và trục hoành Trang đoạn 1 ha Và quan sát hình ảnh Thì ta thấy FX luôn luôn nằm dưới trục hoành Về mặt giá trị thì FX luôn luôn nhận giá trị bán bằng 0 Trang đoạn 1 ha và như vậy áp dụng tích phân của đây Thì diện tích này bằng 3 đồng nghĩa với tích phân từ 0 đến 2 Ta lấy cứ lấy đường trên trừ đường dưới thì hiệu số đó sẽ cho trị dương Theo hướng từ trên xuống các anh nhé Như vậy sẽ là 0 trừ ai biết trục quanh là y bằng 0 Anh ấy y bằng ai biết như vậy 0 trừ biết xuất hiện trừ ai biết Như vậy diện tích đi bằng 3 đồng nghĩa tích phân bằng bo Ta đưa dấu trừ ra ngoài chuyển dấu trừ qua bên với phả, ta được tích phân này bằng trừ bo. Và cuối cùng, xem như giả thiết cho hai cái diện tích này đây, thì về mặt giải tích, ta có hai kết quả của hai tích phân trang. Quay là yêu cầu bài toán tính tích phân y. Nhìn tích phân y trong bài này thì điều đầu tiên các anh sẽ nghĩ đến phương pháp đậu biến số. Bởi vì nó xuất hiện dần FU, ta hãy đưa về FT đây, Vậy ta đặt T bằng OX Vậy OX là boy log đi 3X cộng 2 Ta lấy vi phân hai vế lại Ta được Như vậy Boy log đi 3 của X cộng 2 Ta đã biểu diễn được theo T Vấn đề còn lại là 1 trên X DX Thì biểu diễn theo T và DT thế nào Ở đây Chúng ta biểu diễn ra được lái vi phân lại ta được kết quả này. Và mấy bạn sẽ xuất hiện một trên ít đi bằng cách ta chia ngược xuống lại cho bo. Và như vậy, một trí tí đã biểu diễn bằng 1 phần 3 dt. 1 trên x đi biểu diễn bằng 3 dt. Như vậy về mặt logic trong phương pháp đạo biến số thì xem như ta đã thực hiện điều điều kiện cần của đạo biến. Ta biểu diễn được hết theo t và dt. Khi đó tích phân y đưa về. Ta lưu ý phải đổi cặn. x bằng 1 trên a mang thế vô đai, ta được giá trị lắp ni 3 của một a bằng trừ 1 các em hiện. Và như vậy ta được t bằng trừ 1 x bằng 1 thì log nơi 3 của 1 bằng 0, ta được t bằng 2. Tích phân y đưa về theo t là trừ 1 đến 2. 1, f của cái này là ft 1 đến x dx là 1 phần 3 dt, 1 phần 3 hàng số thì đưa ra ngồi. Và bà toán đưa về cần tính tích phân trừ 1 đến 2 ft dt. Bây giờ ta bắt đầu quay lại giả thiết đã cho thay đề cập đến giả thiết là hai tích phân này hai tích phân này việc tính tích phân này làm sao sử dụng được hai tính phân này và mang nhìn vào ta thấy hồn số giáo tích phân là ftdt không có gì thay đổi vấn đề là đây là trừ 1, hai việc cạnh. đây là trừ 1, 1, một hai vậy nghĩ đến tính chất ta sẽ chàng số 1 phụ đa. tích phân này được phân tích thành tổng hai tích phân trên tính chất này thầy đã nhắc lại rất rõ trong tiết thứ nhất và hai tích văn này đã có đáp án bằng 15 và trừ 3 thế vào ta được kết quả tích phân y cần tìm bằng 4 và như vậy các em đã hiểu được ý đồ bài đầu tiên của thầy đưa vào đây trong một ứng dụng tích văn là để em thấy được cái mối liên hệ gần gũi giữa tích phân trong hình học thế nào mà cụ thể là may và thấy được a à, diện tích. Diện tích hai này bằng 15 một ba, đồng nghĩa là hai tích phân này. Qua đó, trang bài này cũng củng cố là việc tính tích phân cụ thể dưới dọn hàm số 2 qua phương pháp đậu biến số và cũng có sử dụng được tính chất tích phân vô đại. Thầy kết thúc cao số 1, thầy đi cao số 2 tiếp tục phần ứng dụng tích phân về bài toán diện tích. Thầy gọi S là diện tích của hình phản được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng can của a mũ x và có đường thẳng Y bằng 0 là trục hoành, X bằng 0 là trục tung và X bằng anh M, trong đó anh M lớn 0. Anh mới tìm M để diện tích bằng 4. Đây là cách đặt câu hỏi trong trách nhiệm. Thầy muốn gán cái anh M vào để cho bài toán nó phong phú đồ họ em phải à, suy nghĩ một chút. Và bọn chất bài này lưu lại thì ta vẫn phải tìm diện tích X, sau đó ta gón cái X này bằng 4 chắc chắn ta được phương trình chứa ẩn mờ ta giải ra M. Bây giờ việc tính x thế nào thì thay nhắc lại lý thuyết một chút lần nữa. Thầy cho hình phản hót được giới hạn bởi bốn đường này thì diện tích của nó được xác định theo công thức trai Diện tích của nó được xác định theo công thức trai Như vậy căn cứ của đó mày cứ máy móc cho thầy một cái. Bà này y bằng fx tương ứng là y bằng căn của a mũ x. Y bằng gx tương ứng là y bằng 0. X bằng O tương ứng là x bằng 0. Và x bằng B tương ứng là x bằng anh 10. Cam là 10 lớn 0, B lớn O là anh Vậy thì ốc dụng công thức này thì ta sẽ được ngay. Và ta sẽ được tích phân từ 0 đến m trị đấu S trừ R. Mà trong bài này, can bậc 2 của A X trừ 0 là căn bậc 2 của A X mà k mặt hai của A x thì luôn luôn dương với một x vì vậy giáo trị đó đai ta bỏ và đưa về tính tích phân này thì may cần tiền nguyên hòm của hồn số này việc tiền nguyên hòm may cần phó can đưa về lý thừa việc phó can đưa về lý thừa trong bài này ta thực hiện vô tư bởi vì cơ số a trong bài này luôn luôn dương ta được a mũ x trên hai nguyên hòm này thuộc dạng a mũ ax với a bằng 1 phần hai nguyên hòm bằng 1 trên a là 1 trên 1 phần 2 là 2. A mũ ấy thế cạnh ta được cái bóng trên. Và như vậy thầy đã tính được diện tích. Rõ ràng nó phụ thuộc thêm M. Ta quay lại ta cho nó bằng bóng. Ta được một phương trình chứa M. Ta đưa về chuyển vế lồng gậu ra một phương trình mũ cơ bản. A mũ M trên hai bằng bo Ta được anh M trên hai bằng lóc đi ba của bo M bằng 2 lóc bo và rõ ràng ta đã giải quyết được bài toán. à như vậy qua bài này để thầy đưa cho mấy em rằng em thấy à một các em nào đó máy móc để thấy rằng sự tương ứng ta áp dụng rằng ngay tuy nhiên em nào tốt hơn có kỹ năng về đồ thị vẽ tốt đồ thị quan sát hình học tốt thì thầy cũng có thể nhìn vào bài này các em sẽ vạch ngay được đồ thị của anh này và có đường thẳng này thì dẫn đường thẳng rất cơ bản rồi và ta sẽ thái ngay cái hình phản này biểu diễn về hình hạp thế nào thầy minh họa đồ tẩy y bằng can của a một x là cái đường cam này đây mấy còn trục hoành là y bằng không đường thẳng x bằng không là trục tông đường thẳng x bằng m là đường thẳng song sao với trục tông các trục hoành là điểm có hoành độ m chú ý m dương và phần hình phản chúng ta cần tìm diện tích chính là phần được tô màu hồng trên màn hình chúng ta và như vậy nhìn vào đây thì mang em sẽ áp dụng ngay diện tích cho bạn tích phân từ 0 đến m đường nằm trên là can của AMX trừ đường dưới là trục hoành can của AMX x trừ 0 ta được diện tích bạn này như vậy ý thầy nói thêm riêng trong bài này để các em có thể có kỹ năng vẽ đồ thị tốt cũng như có kỹ năng hình học tốt hơn thì chúng ta thực hiện như vậy thầy tiếp theo thầy qua ví dụ 3 cũng ứng dụng tích văn trong bài toán diện tích. Vấn đề ở đây là thầy cho hình phản hót được giới hạn bởi hai đường y bằng F y bằng r và x bằng o, x bằng b. Tuy nhiên, trong giả thiết đưa ra thì mình thấy rằng không thấy xuất hiện đường thẳng x bằng o, b chỉ cho một đường. Như vậy cái đường thẳng còn lại là đường nào? Thì đường đó chính là đường x bằng x0 trong đó x là quanh độ giao điểm của hai đồ thị x và r của hôm số x và r. À như vậy chỉ giải bài này thì việc đầu tiên là các em nên đi tìm quanh độ giao điểm của hai đồ thị hai số này. Nó sẽ là nghiệm của phương trình hoành độ tóm trên x bằng 2 trên x. Phương trình này x khác không ta giải được x bằng cạm trừ 2. Và thành muốn biểu diễn đồ thị của các đường này. mà mấy quan sát trên màn hình. Đồ thị hồn số y bằng tốn trên x được minh họa bằng đường màu vàng. Hai đường bằng nó là hơi nhánh hiệp bôn vuông gáp nhận góc ô lồng tâm đấu xứng và nhận trục quanh tiệm cận ngon, trục tông lồng tiệm cận đứng. Muốn nhắc lại một chút về kiến thức hồn số và đồ thị. Đồ thị hồn số y bằng 2 trên x là một đường thẳng được minh họa bằng đường màu xanh đi qua góc tọa độ mấy mà đường thẳng này và đồ thị y bằng tốn x khác nhau tại hai điểm hai điểm có quanh độ lệch cạm trừ ha như đây và phần hình phản giới hạn bởi các đường này là phần được tô màu hồng trên màn hình và quan sát hình này diện tích miếng phản này sẽ là tích phân từ 2 đến 4 và mang tới trên đoạn này đường nằm trên là hơi, x đường nằm dưới là tốn trên x Vậy ta lấy 2 x trừ tóm x hiệu số đó chắc chắn về giá trị nó luôn luôn dương trên đoạn 2 bóng và việc tính tích phân này thì trở nên phổ biến đó các em rồi không có gì phức tạp nữa việc tính tích phân ta lấy nguyên hòm và ta thế cạnh ta được 12 trừ tóm lóc ni 3 của ha và diện tích hình phản trai bằng 12 trừ tóm lóc ni của ha đơn vị diện tích À, như vậy qua ví dụ bo này, thầy xem như chốt lại lần nữa về ứng dụng tích phân trong hình học. Mà cụ thể, ở đây hình phản này thầy đưa ra hai dọn y bằng fx, y bằng 0, x bằng o bằng b. y bằng fx, y bằng rx, x bằng o, x bằng b. À như vậy. Và thầy muốn đạt cái câu hỏi như vậy để phù hợp với cách đặt câu hỏi để trắc nghiệm trong cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia của ta mà em tiếp tục vào ứng dụng tích phân trang bài toán tính thể tích. Việc ứng dụng tích phân trong bài toán tính tích ở đây thầy rã thành hai hướng. Một là tính thể tích cứ xem là vật thể bất kỳ. Và hai là thể tích vật thể tròn xoay. Tay vào thể tích vật thể bất kỳ. Mang quan sát hình ảnh trên màn hình. Thầy cho vật thể T này, thầy muốn tính cái thể tích của phần vật thể T này được giới hạn bởi hai mặt phản phê và quy lần lượt vuông góc trục OX tại A và B. Biết rằng khi thầy cho một mạc phản nào đó vuông góc với trục x tà x Nó thay đổi x chạy a đến b Thì mạc phản này nó các phần vật thể t thay thiết diện Chắc chắn thiết diện nó sẽ thay đổi Và kéo theo diện tích thay đổi Tất nhiên sự thay đổi này nó phụ thuộc theo x Và sự thay đổi đó về diện tích thay được thể hiện qua hồn số x x Lưu ý cho thầy trong đó ấy x là diện tích của thiết diện. Khi ta cắt phần vật thể này tại điểm có hoành độ x mà Cam đã lưu ý nữa là x phải là hồng số liên tục trên đoạn AB. Thế thì thể tích của phần vật thể này sẽ là tích phân đi từ A đến B, xx, dx. Với xx là gì mà mang quan sát lại lần nữa trên màn hình. Ta có ví dụ vận dụng ngay. Ví dụ 4. Tính thể tích V của phần vật thể nằm giữa hai mặt phẳng X bằng 0XB biết rằng thiết diện của vật thể bị các bở mặt phản vuông góc bởi trục Ox tại điểm có quanh độ x x trong đoạn không bi là một tôm giấc đều có cạnh bằng hai căn x đơn vị độ dài độ dài cạnh bằng hai căn x đơn vị độ dài thầy muốn các anh quan sát hình ảnh minh họa phần vật thể chúng ta cần tìm thể tích trong này được minh họa bằng cái hình được biểu diễn bằng cái nét màu vòng này các anh nè trên đoạn không bi và cái mặt phản các vật thể này theo thiết diện người ta cho đây là một tôm giấc đều một tôm giấc đều có độ gia cạnh rồi Vậy tính thể tích vật thể này mới áp dụng trực tiếp công thức đó áp dụng tiếp nhưng mà trong đó ấy là gì ấy là diện tích của thiết diện này mà thiết diện này là tôm giấc đều mà tôm giấc đều có cạnh là o diện tích can bot chia 4 nhân o bình vậy diện tích tôm giấc này là can 3 trên bóng ha can sin x bình lồng gọn ta được can 3 trên x và việc còn là tính thể tích ta hãy thai vào đây đưa về tính tích phân trai tích phân này thì mang thấy nguyên hồn của sin x là trừ cos x và như vậy ta có một nguyên hồn là trừ can cos x ta lấy cạnh không bi mang thế cạnh ta được hai can 3 và đó chính là đáp án phần vật thể này à như vậy cao hỏa số 4 này hướng đấy việc tính thể tích vật thể bất kỳ nhưng em lưu ý thầy khi vào đạt câu rất nghiệm thì cách đạt câu hỏi ở phần này cũng không có gì thay đổi lớn may em chỉ lưu ý với thầy người ta sẽ thay đổi câu hỏi này ở chỗ là người ta cho cái thiết diện này là hình gì thay đổi bây giờ thiết diện là hình gì ví dụ thầy cho là tôm rất đều à, đề khó cao khất cho là hình tròn hình chữ nhật hình vuông vân vân vấn đề may đi tìm được diện tích của thiết diện đó sau đó thế vào vận dụng công thức ta tính được cái quả là thể tích của phần vật thể đó như vậy ổn chưa ta vào câu tiếp theo thầy muốn đi vào ứng dụng tích văn trong bài toán thể tích nhưng dành cho vật thể tròn xoa thầy cho hình phản hóa được giới hạn bởi các đường y bằng fx trục hoành y bằng 0, x bằng o, x bằng b, o bán b, Fx liên tục trên đoạn AB Và đây chính là hình thân cao em Thầy cho hình phản này nó quay quanh trục hoành mấy em tưởng tượng cái miếng phản màu vòng này quay quanh trục hoành Ta được một vật thể tròn xoay có dọn được minh họa bàn hình nét màu vòng trên màn hình Và như vậy vật thể này có thể tích bàn bao nhiêu Ta đã học Đó là bàn bi tích phân từ A đến B Fx bình phương x đi. Thay dừng chỗ này một chút, lưu ý cho các em. Về phần tính thể tích của vật thể tròn xoay theo các điều chỉnh của bộ về chương trình học kỳ 2 mới nhất của năm học này thì việc tính thể tích vật thể tròn xoay ta chỉ tính sinh bởi hình phản giới hạn bởi đồ thị y bằng f trục hoàn x bằng, o bằng b. Ta không tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh bởi hình phản giới hạn bởi y bằng x y bằng gx x bằng bằng b. Trong chương trình mới điều chỉnh ta cắt dỗm phần đó. Nói chung là ta tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh bởi hình thân cam khi quay quanh trục x, còn hình phản bất kỳ giới hạn từ hai đường cam trở đi thì ta không xét, ta cắt dỗm. Các em lưu ý cho thầy nè. Bây giờ ta có một bài tập minh họa cho nội dung trên. Thầy cho hình thang cam hót được giới hạn bởi góc đường y bằng 1 trên x, y bằng 0, x bằng 1, x bằng 5. Đường đạt x bằng co nào đó, co lớn 1 dọn nam, chia hót thành hai phần x1, x2, như hình vẽ dưới. Hai hình vẽ này, ta quay quanh trục ổ x, ta được hai vật thể tròn xoay có thể tích lần lượt v1, v2. Thầy yêu cầu các em tìm co để V1 bằng 2V2. V1 bằng 2V2. Và như vậy, để tìm co mà V1 bằng 2V2, thì ta đi tìm V1, V2. Thế vào chắc chắn sẽ ra một phương trình có chữ co. Vậy, trong bài này V1 là gì? V1 là thể tích của vật thể tròn xoay sinh bởi hình phản hót này khi quay quanh ui. Mà hình phản x1 này là gì? Mà hình vẽ một 1 này mấy quan sát nó là phản được giới hạn bởi các đường x bằng 1, x bằng co, đô thị f là 1x và trục hoành. Như vậy quay qua nội x theo kiến thức thầy vừa nhé. Thì đó chính là bàn bi tích phân từ 1 đến co, 1 đến co, f bình phương x đi, f x bằng 1 x bình phương. Được chưa? Và như vậy, 1 trên x bình có nguyên hồn là trừ 1 trên x nhân bi là trừ bấy x Ta thế cạnh, ta được kết quả trai. V2 là gì? V2 là thể tích của vật thể tròn xoay sinh bởi hình phản x khi quay quanh x. Mà x2 là gì? x là hình phản được giới hạn với đường đã x bằng co, x bằng nam, trục quanh, đô thì x bằng 1x. Vài tương tự ốp dụng. Fx vẫn là 1x. Và ta có kết quả như trên. Mày quan sát kỹ trên màn hình. Vậy tao đã tìm được V1, V2. Và từ đó, theo giả thiết V1 bằng 2V2, ta thế V1, V2 vào, ta được kết quả trên. Lòng gọn, ta được bo trên co bằng 7 phần 5, rút co được 15 phần 7, và đó là đáp số của cao số 5. Như vậy, qua cao số 5 này thầy cũng muốn cho các em thấy được cách áp dụng kiến thức thầy vừa nhắc các em vào tính thể tích vật thể trồng xoay. ở đây vật thể trồng xoay sinh bởi hình phản giới hạn bởi x bằng a x bằng b trục hoành và một đường cao giới hạn bởi một cao y bằng biết và cao số Nam xem như thầy cũng kết thúc phần ứng dụng tích phân trong bài toán tính thể tích thầy điểm qua một ứng dụng nữa rất phổ biến đó là ứng dụng tích phân trong vật lý. Trước khi vào ứng dụng tích phân trong vật lý, thầy cũng nhắc lại một cái nữa. Ở lớp 11, các em đã học cái ý nghĩa của độ hòm trong vật lý. Và bây giờ tên lên 12 ta học nguyên hòm thì ta cũng xem như cứ hiểu là ý nghĩa của nguyên hòm trong vật lý thế nào. Cụ thể, em nào cũng biết vận tóc thì bằng độ hòm quãng đường. Do tóc thì bằng độ hòm vận tóc. Và đó là ý nghĩa của độ hòm trong vật lý. Như vậy bây giờ ta hiểu rằng vận tốc bằng độ hồng đường như vậy quãng đường bằng nguyên hồn vận tốc. Tương tự vận tốc bàn nguyên hồn của giai tốc. À, thầy nhắc lại nôm no kiến thức trên rất cơ bản. Còn về trang vật lý thì tích văn chúng ta phổ biến nhất được dùng trong bài toán tính quãng đường đi được của vật mà vật đó chuyển động có vận tốc thay đổi phụ thuộc theo thời gian sự thay đổi đó được hiện qua một hồn số V bằng FT và quãng đường đi được của vật đó trong khoảng thời điểm từ A đến thời điểm B sẽ là bằng tích phân từ A đến B VT DT VT DT Trên tinh thần đó thầy đi vào cao số 6 một vật chuyển động với vận tốc V0 bằng 15 mét trên giây thì tan tốc với gia tốc AT bằng T bình cảm 4T mấy trên dây bình phương. Em hãy tính quãng đường đi được của vật đó trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tan tốc. Vậy với câu hỏi này thì ta phải tìm ra được vận tốc của vật đó khi khi tan tốc. Mà người ta cho biết rằng khi bắt đầu tan tốc thì vận vật đó tan tốc với gia tốc. Người ta cho gia tốc và bây giờ ta căng là căng vận tốc. Và như vậy, vận tốc của chuyển động từ khi vật tan tốc là được xác định thế nào? Trong khi do tốc phải được xác định như trên. Vậy quay là mối liên hệ giữa hai đại lượng này trong vật lý. Chúng ta biết rằng vận tốc chính là bàn nguyên hồn của gia tốc. Và như vậy, ta tìm được T mũ b trên b cộng 2T bình cộng C đi xác định vận tốc của chuyển động bây giờ ta đi tìm cái hàng số c và ta xem cái thời điểm trước khi tăng tốc bắt đầu tăng tốc trước khi tăng tốc là thời điểm t bằng không giây đi như vậy ở cái thời điểm t bằng không giây đó thì các em phải hiểu rằng vận tốc của vật đó vẫn là 15 mét trên giây như vậy ta có v0 bằng 15 mét giây tức là tại thời điểm v0 thời điểm trong cái ước đó là không giây bằng 15 và như vậy V0 bằng 15 Ta thế T bằng 0 vào đây Ta giải được C bằng 15 Giải được C bằng 15 Thầy xác định được vận tốc VT Mà có được vận tốc VT Thì ốp dụng công thức tính quãng đường Như thầy vừa nhắc khi nãy Thì ta sẽ tính được quãng đường di chuyển của vật đó Trong khoảng thời gian 3 giây Tức là tích phân từ 0 đến 3 à, VT, DT trong đó VT được xác định bởi hồn số này. Ta lái nguyên hồn và mang tính đã được kết quả bằng 69,75m. Và như vậy đó chính là quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc tan tóc qua bà Trang. Mục đích là để mang thái được việc áp dụng công thức này của tích văn trong vật lý. Nhưng qua đó các em cũng thái được mối quan hệ giữa ba đại lượng trong vật lý đó là quãng đường ấy vận tốc v gia tốc a à. mà thầy đã nhắc khi nãy câu hỏi thứ sáu của bà ứng dụng tích phân về ứng dụng của tích phân trong vật lý xem như kết thúc phần hệ thống bài tập ôn trong chương 3. phần còn lại là, là thầy đưa một loạt các câu hỏi bài tập dành cho em rèn luyện tại nhà câu số 1. cho hồng số fx xác định trên r loại một phần hai Thỏa muộn fx bằng 1 trên 2x 1 và f0 bằng 1, f1 bằng 2. Em hãy tính t bằng f 1 càng f3. Câu 2. Cho hồng số fx khắc không thỏa f phải x bằng 2x 3 thừa số x bình phương x với 1 x tục r và f0 bằng trừ 1 phần 2. Tính x bằng f1 càng f2 càng f3 càng vân văn càng f2020. Câu 3 cho hàm số fx xác định và liên tục trên r thỏa f0 bằng 3 tích phân từ 0 đến 4 f phải x x bằng 5 và tích phân từ 2 đến 5 f phải 2 t dt bằng 6 tính f của 10. Câu hỏi số 4. Cho hàm số fx có độ hàm liên tục trên r thỏa fx cộng 2 trừ x bằng sin x nhân của x với mũ tục r và f0 bằng 0 a mày tính tích phân từ 0 đến bin 2 x nhân f x dx cao hỏa tính nam. Cho hồng số fx có đồ thị gồm một phần đường thẳng và một phần đường parabol có đỉnh là góc tọa độ O như hình vẽ bên. ai mày tính tích phân y trừ 3 đến 3 fx dx cao số 6. Cho hồng số a bằng x3, trừ 2 x 3 trừ 2x bình trừ m trừ 1 thừa số x cộng m. Có bao giá trị nguyên của thông số m để hồn số này đồng biến trên R và diện tích hình phản giá hòn với đồ thị hồn số và hai trục OXY có diện tích không lớn hơn một đơn vị diện tích và cao thứ bảy gọi V là thể tích của khấu tròn xoay sinh ra khi cho hình phản giá hòn với các đường y bằng 1 trên x cộng 1 y bằng 0 x bằng một, x bằng co co lớn 1 quay xung quanh trục OX tìm co để thể tích này bằng B thừa số 15 phần 4 cạn 4 lóc ni ba của ha đơn vị thể tích. mời mang quan sát lại trên màn hình. Với 7 câu hỏi trên, các em sẽ ràng liền lệ kỹ năng phương pháp giả bài tập trên tinh thần lý thuyết chúng ta đã học. Và phần ôn tập chương 3 nguyên hòm tích phân vận dụng đến đây kết thúc. Chúc các em học tốt chương số 3. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại.